Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 80 1999. Hôm nay thì review cho bạn một mẫu sản phẩm, đó chính là một chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang quạt để bàn. Đấy, thì đây, trên màn hình các bạn nó đang là một chiếc camera ngụy trang quạt để bàn siêu kín đáo bạn nhé, siêu kín đáo luôn. Đấy. Khi bạn nhìn vào trong màn hình như này, đố bạn biết mắt camera của nó sẽ được đặt vào đâu? Đấy. Cực kỳ là nhỏ các bạn nhé. Đó thì đây, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn. Đó. Mắt camera của nó sẽ được đục ở bên dưới cái phần và bên trên phần động cơ thống nhất là các bạn nhé. Siêu nhỏ luôn, không khác gì một lốt ruồi cả. Đấy. Cực kỳ là nhỏ các bạn nhé. Và chiếc quạt này của nhà mình thì vẫn sử dụng tính năng của quạt bình thường, vẫn có dùng để quạt mát và sử dụng tất cả tính năng khác. Đấy. Ngoài ra nó được độ thêm một chiếc camera cao cấp vào bên trong, và chiếc camera này của nhà mình nó sẽ hoạt động 24/24, tức là các bạn có thể quay và lưu 24/24 luôn. Đấy. Quay ngày này sang tháng kia, năm này sang năm kia bạn nhá. Đấy. Chiếc camera này của mình nó sẽ có chất lượng hình ảnh là full 4K, thu âm hình tiếng kết nối từ xa có 3-4G và có ghi hình chuyển động các bạn nhé. Đó sẽ là phần tính năng của camera đó. Đó thì khi các bạn sử dụng chiếc camera này thì là cực kỳ là giấu kín đó, không ai có thể phát hiện ra được đó. Và phục vụ trong các nhu cầu như sau: thứ nhất, các bạn muốn giám sát nhà cửa, giám sát con cái hoặc là giám sát công nhân viên đó, cũng như là các bạn hay là mở cuộc họp hội nghị liên quan đến tiền bạc ở bên trong, các bạn cần một dụng cụ để lưu trữ lại bằng chứng đó thì các bạn có thể sử dụng chiếc quạt của nhà mình. Do chiếc quạt này mình là sử dụng là dòng ngụy trang kín đáo nên là các bạn rất là tiện. Thứ nhất, nó có thể quạt mát cho các bạn, và thứ hai là độ thêm chiếc camera siêu nhỏ vào trong. Đấy. Chất lượng hình ảnh thì khỏi bàn rồi. Đó. Rồi, ok. Thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 80 1999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Và bên mình thì còn tuyển đại lý toàn quốc, nhận độ chế camera theo yêu cầu. Các bạn có nhu cầu độ chế camera vào bất kỳ các thiết bị điện tử, đồ gia dụng trong gia đình, không hẳn là chiếc quạt này, các bạn có thể chế thêm vào ổ điện, TV, tủ lạnh, bóng đèn, đồng hồ. Đấy. Tất cả các đồ ngụy trang, đồ gia dụng cho gia đình là mình đều có thể độ chế cho các bạn được. Khi các bạn đặt hàng sẽ như sau: thứ nhất, các bạn sẽ chụp ảnh cho mình mẫu sản phẩm các bạn muốn độ chế camera vào, gửi qua Zalo cho mình. Đó. Và yêu cầu mình lên làm mắt camera ở đâu. Còn nếu các bạn không biết đặt mắt camera đâu để giấu kín thì mình sẽ tư vấn lại cho các bạn một cách hợp lý nhất. Đó. Khi bên thỏa thuận xong thì các bạn sẽ gửi cho mình xin địa chỉ kèm tên kèm số thoại người nhận, làm xong mình sẽ gửi luôn cho các bạn. Khi nhận hàng các bạn được kiểm tra test hàng ok đúng như quảng cáo và thanh toán. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chiếc camera ngụy trang quạt để bàn này. Để sử dụng chiếc camera ngụy trang quạt để bàn này, các bạn cần tải cho mình ứng dụng sẽ tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này thì chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Bạn nào sử dụng iPhone thì các bạn vào ứng dụng App Store. Còn bạn nào mà chạy hệ điều hành Android thì các bạn vào cửa hàng CH Play để tải về cho mình. Ứng dụng sẽ tên là Lookcam các bạn nhé. Biểu tượng sẽ là biểu tượng màu xanh trên màn hình, tên là Lookcam. Đấy. Biểu tượng màu xanh tên Lookcam bạn tải về. Đấy. Mình thì mình đã tải về rồi nên mình không tải nữa các bạn nhé. Sau khi tải về xong thì các bạn sẽ kết nối cho mình cái dây này vào nguồn điện. Đấy. Kết nối cho mình cái dây nguồn của nó vào nguồn điện nhé. Đấy. Khi vào nguồn điện xong thì các bạn có thể bật tắt bật chiếc quạt này. Đấy. Vẫn quạt bình thường các bạn nhé. Đấy. Vẫn sử dụng quạt bình thường. Đấy. Đó. Thì dù bạn có tắt quạt đi hay không thì chiếc camera mình vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Đây thì mình để đây gần đây cho bạn này, thì mình bật quạt lên này. Đấy, quạt chạy vèo vèo luôn nhá. Đó. Rồi ok, thì sau khi bạn đã kết nối với nguồn điện rồi thì các bạn ra vào phần cài đặt của điện thoại cho mình.
các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi. Đấy. Đó. Thì khi bạn kết nối với nguồn điện thì chiếc camera nó phát cho bạn một tín hiệu wifi để các bạn có thể kết nối và sử dụng nó. Để wifi của nó sẽ có chữ S đầu tiên, một vài số, vài chữ và không mật khẩu, và ấn kết nối cho mình. Các bạn lưu ý cho mình là chỉ cần wifi có chữ F và không mật khẩu thì chắc chắn đó sẽ là tín hiệu của chiếc camera ngụy trang quạt để bàn này thoát ra. Đấy, các bạn kết nối cho mình. Đó. Sau khi kết nối xong thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng Lookcam. Các bạn sẽ cancel. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ device online chữ màu xanh này. Các bạn tiếp tục là cancel nhá. Đấy. Thì đây. Mình sẽ quay ngang hình ra. Đây các bạn nhá. Đây sẽ là chất lượng ảnh của chiếc camera ngụy trang quạt này. Đây. Các bạn di chuyển đâu là quay đấy các bạn nhá. Cực kỳ sắc nét luôn. Đấy. Ok chưa? Đó. Và đây mới chỉ là chất lượng ảnh là Full HD 1080 thôi. Khi các bạn muốn cài đặt chất lượng ảnh lên cao hơn thì các bạn sẽ ấn góc trên tay phải màn hình này cho mình. Đó. Lập tức nó sẽ hiện ra là ba chất lượng ảnh. Chất lượng ảnh thứ nhất là chất lượng ảnh là Full HD 1080, chính là cái chất lượng HD. Đó. Trên HD này nó sẽ là chất lượng 2K. Đấy. Chất lượng 2K nhá. Trên 2K nó sẽ là 4K, nó sẽ xếp thứ tự luôn. Và mình đang làm video nên mình chọn 4K. Đó. Chất lượng cao nhất của dòng camera siêu nhỏ. Dòng camera hiện nay các bạn nhá. Đó thì đây. Đây chính là chất lượng 4K này. Đó. Thì mình sẽ để đây. Mình quay cái biển cáo của mình các bạn nhá. Đấy bạn thấy không? Đó, khi quay biển cáo thì rất là rõ nét luôn các bạn nhá. Rõ từng chữ từng số luôn. Đấy. Đó, do là mình cầm cái quạt này nên mình không thể nào đưa gần cho bạn được. Thì mình để đây các bạn nhìn rất là rõ thì chứng tỏ là chiếc camera mình đổ bên trong này là cực kỳ là rõ nét luôn các bạn nhá. Cực kỳ là rõ nét luôn. Đó. Đây là phần đây sẽ là phần hình ảnh này. Tiếp theo thì mình sẽ test đến phần âm thanh của sản phẩm. Đấy. Thì khi các bạn nói chuyện xung quanh chiếc camera của mình thì lập tức nó sẽ thu lại và nó sẽ phát ra khi các bạn nghe trực tiếp. Đấy. Để nghe là âm thanh của nó thì các bạn sẽ bật cái loa này lên. Do dòng cam của mình là dòng cam siêu nhỏ giấu kín nên là cái mặc định của nó sẽ là tắt loa. Đấy. Các bạn muốn nghe được âm thanh thì nhớ bật cho mình cái loa này lên. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đấy. Các bạn nghe rõ không? Đấy. Âm thanh nó rất là rõ ràng các bạn nhá. Cực kỳ là rõ ràng luôn. Đấy. Do là mình có thể thiết bị nó ngay nhau nên có một tí xung đột âm thanh. Và khi các bạn xem lại cũng như là khi bạn mà kêu từ xa ấy thì tiếng xung đột nó sẽ không còn các bạn nhá. Đó. Đó sẽ là phần hình ảnh và âm thanh. Đó. Cũng như mình nói luôn là chiếc điện thoại, chiếc quạt của mình cực bền luôn các bạn nhỉ. Các bạn nhìn mình quay đâu rồi? Đấy. Mình chỉ đâu quay đấy là đã biết ở cái độ bền nó như nào rồi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kêu từ xa 3-4G này. Khi các bạn muốn kêu từ xa 3-4G thì các bạn sẽ quay trở lại mình chính cho mình. Đó. Và các bạn sẽ đặt cho mình hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là xung quanh chiếc camera của bạn phải có wifi. Đó. Điều kiện thứ hai là chiếc smartphone của bạn phải có mạng 3-4G. Sau khi bạn đã đặt hai điều kiện này rồi, các bạn sẽ ấn phần bánh giá cài đặt này cho mình. Tiếp theo các bạn sẽ ấn phần device setting. Các bạn tiếp tục ấn phần wifi setting để kết nối từ xa nhé. Khi các bạn ấn phần wifi setting thì lập tức hiện ra wifi xung quanh chiếc camera của bạn. Thì các bạn sẽ tìm cái wifi nào căng nhất và bạn biết mật khẩu bạn ấn vào cho mình. Bạn nhập cho mình bát wifi. Đấy. Sau khi nhập bát wifi xong mình ok, tức là mình kết nối từ xa thành công với chiếc camera rồi các bạn nhé. Đấy. Và khi kết nối từ xa thì nó sẽ không có giới hạn khoảng cách. Dù bạn có ở đâu, ví dụ bạn đặt camera ở Hà Nội nhưng bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, là các bạn đều có thể là xem lại trực tiếp hình ảnh như là âm thanh qua chiếc smartphone của bạn. Đó. Do là nhu cầu là mình không kết nối từ xa và mình sẽ gửi đi cho khách luôn. Đó. Nên là mình không từ xa, tại vì khi từ xa là chỉ có máy mình xem được thôi, wifi ẩn hết, khách sẽ không dùng được. Nên là mình không kết nối từ xa các bạn nhé. Các bạn kết nối từ xa nhớ mình ngâm khẩu và ấn ok. Đó, đó sẽ là kết nối từ xa này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt ghi hình chuyển động và cài đặt đoạn dài video. Đó. Khi các bạn muốn cài đặt ghi hình chuyển động và cài đặt đoạn dài video thì các bạn sẽ ấn phần
SD card setting này. Các bạn sẽ bật cho mình phần auto decode lên. Đó. Auto decode này, phần auto decode này chính là phần ghi hình 24/24. Tức là các bạn chỉ cần bật chiếc camera lên thôi, dù bạn có kết nối với nó hay không thì nó đều tự quay và lưu trữ lại trong thẻ nhớ. Đấy. Chức năng thứ hai chính là chức năng ORAM decode này. Đó chính là ghi hình khi có chuyển động, khi bạn bật lên. Đó. Thì nó sẽ là chỉ cần có vật hoặc người chuyển động xung quanh tầm nhìn của camera thì lập tức sẽ báo về cho các bạn khi bạn không xem trực tiếp. Đấy. Và cũng như là có chuyển động thì nó tự động lưu trữ lại trong thẻ nhớ. Và khi không còn chuyển động thì nó sẽ không lưu. Đấy. Đó sẽ là phần cài đặt ghi chuyển động. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt đoạn dài video. Khi các bạn muốn cài đặt đoạn dài video thì các bạn sẽ ấn phần Video Duration này. Thì lập tức nó hiện ra một bảng thông số, do đầu tiên là 1 phút, tương tự 3 phút, 5 phút và 30 phút. Các bạn có thể cài đặt tùy ý, tùy thích. Đấy. Ví dụ như là bạn muốn cài đặt 5 phút một video thì các bạn sẽ ấn số 5. Muốn cài đặt 30 phút video các bạn ấn số 30. Đó. Và các bạn lưu cho mình là khi các bạn cài đặt 53 phút này thì nó sẽ là video nối tiếp, ví dụ là 30 phút video tiếp sau nó sẽ là 30 phút phẩy 1 giây nối tiếp đến 60 phút, nhưng mà nó sẽ là ghi là 30 phút các bạn nha. Đó. Nó sẽ là video 30 phút 1, 30 phút 1 và nối tiếp, nó không bị ngắt quãng các bạn nha. Không hề bị ngắt quãng. Đấy. Thì đó sẽ là phần cài đặt đoạn dài video này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đổi mật khẩu của chiếc camera này. Đấy. Khi các bạn muốn đổi mật khẩu của chiếc camera này, các bạn sẽ ấn phần Device Online này. Các bạn sẽ ấn phần Modify này. Modify nhá. Các bạn không cancel nữa, cancel là kêu trực tiếp vào camera. Còn Modify này chính là phần đổi mật khẩu. Đấy. Lập tức hiện ra 3 dòng. Dòng đầu tiên của nó sẽ là mật khẩu cũ và mật khẩu mặc định của chiếc camera sẽ là 123456. Đấy. Dòng thứ hai sẽ là mật khẩu mới, bạn nhập mật khẩu mới vào. Dòng thứ ba sẽ là nhập lại mật khẩu mới. Đấy. Sau khi bạn đã hoàn thiện xong 3 dòng rồi thì các bạn ấn OK, tức là mình đổi mật khẩu thành công các bạn nhé. Rất đơn giản. Đó, OK. Thì đây sẽ là màn giới thiệu sản phẩm, cũng như là màn test sản phẩm của mình cho bạn. Đó. Thì bạn nào có nhu cầu quan tâm sản phẩm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 80 1999 để mình có thể hỗ trợ, mình tư vấn chi tiết cho các bạn. Đấy. Và bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và có ship toàn quốc. Khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra test hàng OK đúng như dòng cáo thanh toán. Còn không, các bạn thì hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào. Đấy. Đấy chính là phần ưu đãi tại cửa hàng nhà mình các bạn nhá. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube của nhà mình để nhận được ưu đãi đặc biệt nhất tại cửa hàng nhà mình. Cũng như là các bạn khi đăng ký kênh YouTube nhà mình thì các bạn sẽ nhận được một chiếc thẻ nhớ để các bạn thể lưu trữ dữ liệu này. Và ở xa thì các bạn sẽ phờ đi ship. Đấy. Ở gần thì các bạn sẽ qua trực tiếp cửa hàng nhà mình và vẫn được nhận thẻ nhớ. Cửa hàng nhà mình sẽ có ở Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn gần đâu qua đấy. Đấy. Đó. Rồi, thì mình đã xong các bạn rồi. Các bạn nào thấy video mình hay thì hãy like, như là chia sẻ hoặc là bình luận cho mình một tương tác tốt. Đấy. Và bây giờ mình xin chào và gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.